Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Hiện tại thì ở đây có một chiếc xe cẩu, cô chú anh chị đang cẩu bộ bàn ghế đá xuống để cho bà con cô bác ngồi trên tuyến mộ cậu Năm Vũ Linh. Đây cả nhà, xe cẩu đây, cần cẩu rất là dài luôn. Đây chủ yếu là những cái bộ bàn đá, ghế đá của chú anh chị. Những cái bộ bàn đá ghế đá được cậu xuống để cho bà con cô bác ngồi nè cô chú anh chị. Hội viên đã bắt đầu có những cái chăm lo cho mộ cậu Năm Vũ Linh cũng như là những ngôi mộ đồng nghiệp lân cận ở gần ngôi mộ cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Cậu rất là dài ha, một cái bàn đá được đem tới rồi, một cái ha, cái bàn rồi. Chắc có lẽ là không biết là khiêng lên trên nhà chờ hay là để ở chỗ nào đây. Em nghĩ là chắc khiêng lên trên quá để cho bà con ngồi. Tại vì mấy anh cũng ngại cái nhà, không muốn lên hình nên mình đứng quay từ xa cho cô chú anh chị xem ha. Tiếp theo là hai hai cái bàn, có phải đem vô hết cái rồi, đến cái nữa là em nghĩ là ba bộ để trên cái nhà chòi đó, nghĩa là ba bộ của chúng đi. Bây giờ là hoa viên bắt đầu là có những hành động gọi là những hành động đẹp nữa nha. Tiếp sức cho bà con cô bác những cái thùng nước, những cái ly nước và những chỗ ngồi như thế này. Phải nói là bây giờ là hoa viên quá tuyệt vời. Ta không cho quay mà đâu đi dữ. Ờ, bị la rồi. Không cho ghi hình là bị la rồi cô chú anh chị. Nó mình đứng từ xa mình ghi thôi, không xa xa đi quay anh ơi, người ta đâu có cho ghi hình đâu mà đứng gần đó. mình đứng xa nhưng mà mình vẫn thấy rõ cô chú anh chị. Tại vì không phải người ta không cho ghi hình đâu mà là người ta sợ mà mất an toàn lao động, chắc chắc chắn luôn. Đúng rồi, sợ có gì trục trặc rồi lại ảnh hưởng là mệt mệt mỏi đó. Nói chung là vậy chứ không phải là ngại ghi hình đâu cô chú anh chị, em nghĩ là vậy. Tại vì khi nếu nếu mà không cho ghi hình thì đã không cho mình ghi hình từ xa luôn, chứ mình đứng đây mình vẫn ghi hình được là chứng tỏ không có gì, là do anh sợ mất an toàn lao động thôi, ảnh hưởng tới mình thôi, rồi lại lúc đó lại có nhiều chuyện xảy ra đó. Tại vì mấy ảnh làm quen thì mấy ảnh không sao. Ừ.
Đó, tiếp theo là cái ghế cả nhà. Đem vô hai cái bàn rồi bây giờ có một cái ghế. Mở trên nó em thấy là không biết mấy bộ thôi. Nếu mà ghế đem xuống thì em nghĩ chắc là hai bộ ghế, hai bộ bàn ghế thôi. Làm những công việc nặng này chỉ cần hai người ba người là xong, vì máy móc làm hết rồi cả nhà. Cái cần cầu khá là dài ha. Rồi tới đó thì mấy anh sẽ khiêng vô lên nhà chờ cả nhà. Vì cần cậu không có vô tới nhà chờ được nên để ngoài cả nhà mấy anh khiêng vô. Đó, đây là những cái ghế đá nè, mấy anh chuẩn bị khiêng vô cả nhà. Cái cậu xe khá là dài cho chú anh chị. Nó bây giờ một chút xíu nữa chắc có mấy anh khiêng lên trên nữa cái à, hai cái ghế đá đã đem xuống rồi, hai cái bàn, hai cái đá còn ở trên hai cái thôi, chắc có nghĩa là một hai bộ, hai cái bàn hai ghế, hai cái bàn bốn ghế cả nhà, rồi hai bộ. Rồi tiếp tục cậu xuống từ cái từng cái cả nhà. Thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Để em sau khi xong thì em tiếp tục hoàn thành, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. À.